Chương trình tin tức thời sự bình luận với luật sư Trọng Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì trên màn hình quý vị thấy là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chính thức tuyên bố là Ukraine đã có tiêm kích F-16 và có được 6 chiếc thưa quý vị. Thì như quý vị thấy trên màn hình là họ biểu diễn 2 chiếc, trong đó có phần chè ngụy trang ở một sân bay bí mật ở bên trong Ukraine. Và đây là 6 chiếc F-16 AB và được cho là từ Đan Mạch. Và đây là những chiếc F-16 đầu tiên với 6 phi công đã được huấn luyện. Và trong tháng 8 này sẽ có thêm 6 phi công nữa. Và radar của phía Nga đã phát hiện tối đa là có khoảng 4 chiếc bay cùng lúc được cho là F-16. Thì phía Ukraine hy vọng là với cái phi đội F-16 có thể giúp cho lên tinh thần. Và đây là những chiếc F-16 rất quý cho nên được bố trí sâu ở trong lãnh thổ Ukraine và với ba nhiệm vụ yểm trợ cho tiền tuyến tấn công, thả bom, cảnh giác và phát hiện và có thể bắn hạ tên lửa hành trình của Nga, rồi có thể là không chiến với các máy bay tiêm kích của Nga vân vân, từ MiG-29, MiG-31 rồi Su-31, Su-34 vân vân thưa quý vị. Thì ai cũng biết là với số lượng ít ỏi như thế này thì không thể áp đảo được các máy bay của Nga lên tới con số hàng trăm chiếc tiêm kích thưa quý vị. Vì Nga là một quốc gia có thể sản xuất được máy bay tiêm kích cho nên họ sản xuất dài dài, thậm chí là họ sản xuất để xuất khẩu sang các nước khác nếu có nhu cầu. Đi đồng thời vào ngày 6 tây tháng 8, phía Nga đã mở một cuộc đột kích sâu vào lãnh thổ của Nga ở hướng Kursk Oblast quý vị. Và bây giờ tình hình cho biết là một lữ đoàn của Ukraine đã vượt biên giới và tấn công vào vùng Kursk và có đơn vị đi sâu vào lãnh thổ của Nga lên tới 30 km quý vị. Thì mục đích của phía Ukraine như Tổng thống Volodymyr Zelensky nói là đem cuộc chiến vào đất nước của kẻ xâm lược. Kẻ xâm lược đây là nước Nga thưa quý vị. Đối với người Ukraine thì họ cho rằng Nga là kẻ xâm lược. Thì với một buổi đột kích như thế thì phía Ukraine hy vọng là sẽ kéo giãn cái lực lượng của Nga trên toàn tuyến phía đông của Ukraine, và trên thực tế thì các buổi tiến công của Nga có vẻ đang dừng lại để nghe ngóng động thái tiếp theo của phía Ukraine. Còn đã có tới 70-80 ngàn người Nga đã lùi sâu vào lãnh thổ của Nga, cách Moscow khoảng 400 km. Xin nhắc lại là biên giới giữa Ukraine và Moscow khoảng 550 km, tức là từ khoảng cách biên giới đến thủ đô. Và bây giờ thì nhiều người Nga sơ tán sâu vào trong lãnh thổ của Nga. Và bên phía Nga thì Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã báo cáo tình hình cho Hội đồng An ninh Quốc gia Nga và Tổng thống Putin đã phải ra lệnh ban bố tình hình khẩn cấp và áp dụng luật chống khủng bố ở ba tỉnh xung quanh khu vực Kursk Oblast này thưa quý vị. Và bên phía Nga đã sử dụng các loại máy bay không người lái, rồi các loại pháo, các loại tên lửa để mà ngăn chặn lực lượng của Ukraine tràn vào những cái làng ở khu vực Kursk Oblast.
Mối đột kích này thì có lẽ chỉ là những cố gắng gắng gượng trong hơn 2 năm qua, kể từ tháng 2 năm 2022 thưa quý vị. Chính xác là ngày 22 tháng 2 năm 2022, phía Nga mở một cái chiến dịch quân sự đặc biệt. Và bây giờ thì phía Ukraine tìm mọi cách để mà thứ nhất là chứng tỏ rằng quân đội Ukraine có khả năng không chỉ là phòng ngự mà có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga bằng nhiều phương tiện khác nhau, như máy bay không người lái, như là tên lửa, và bây giờ là với bộ binh và thiết giáp và xe tăng thưa quý vị. Và bên phía Ukraine thì tin tức cho biết trong 6 ngày qua cũng đã thiệt hại hết sức nặng nề, trên 350 quân nhân tử thương cùng với 54 xe thiết giáp, thiết vận xa và 7 xe tăng thưa quý vị. Và nói chung là bên phía Ukraine tìm mọi cách gây hoang mang cho người dân Nga ở dọc theo biên giới, đem chiến tranh đến cho lãnh thổ nước Nga, tức là lãnh thổ theo như Ukraine nói là lãnh thổ của kẻ xâm lược thưa quý vị. Thì tình hình có hơi một chút sao động ở phía Kursk Oblast, nhưng các nơi khác thì phía quân đội Nga vẫn chiếm ưu thế thưa quý vị. Và bên phía Ukraine cũng đã chính thức tuyên bố là Ukraine đã bây giờ coi như tự lực tự cường, có thể chế được đạn pháo, chế được hỏa tiễn và chế được máy bay không người lái thưa quý vị. Đây là một điều hết sức bất ngờ trước cuộc chiến ngày 22 tháng 2 năm 2022, thì Ukraine hoàn toàn dựa dẫm vào các lô vũ khí từ nước ngoài hoặc là từ thời Xô Viết để lại, không có khả năng chế tạo vũ khí, chỉ duy nhất là có một xưởng lắp ráp tên lửa Neptune có tầm bắn 280 km, thì ở trên đất Ukraine, và phía Ukraine đã tận dụng để mà chế ra hoàn thiện tên lửa Neptune có tầm bắn 280 km đối hạm, và đã bắn hạ được soái hạm Moskva của Nga ở vùng Biển Đen này thưa quý vị. Và bây giờ thì với việc mà sở hữu được tên lửa Neptune, tức là thần biển, thì bên phía Ukraine chuyển từ đối hạm sang đối đất để mà có thể tấn công Nga. Nhưng mà trên tất cả mọi phương diện, dù có chế ra được máy bay không người lái, rồi tên lửa, rồi đạn pháo, thì nhu cầu của chiến trường Ukraine cũng hết sức khủng khiếp. Cho nên tuy tuyên bố như thế nhưng mà cũng rất khó đảo chiều được tình hình khi mà tiềm lực quân sự của nước Nga quá mạnh thưa quý vị. Và bây giờ thì nước Nga như đã tuyên bố là nếu mà đơn vị nào bắn hạ được F-16 thì được thưởng 1 triệu đồng tiền rúp, xin thưa quý vị như vậy. Và từ ngày có F-16 thì tinh thần của bên phía Ukraine có phần lên được chút đỉnh, nhưng để kéo dài và để mà giữ được hoặc là tái chiếm lại 4 tỉnh miền đông của Ukraine, đây là một việc hết sức khó khăn và gần như là bất khả thi thưa quý vị. Vì các đơn vị lớn của Ukraine khi mà tập trung lực lượng thì đều bị phát hiện và đều bị tấn công phủ đầu bởi các lực lượng không chiến của Nga. Bây giờ họ rất thiện chiến thưa quý vị, gần như là các đơn vị HIMARS, các đơn vị pháo tầm xa của Ukraine đều bị thiệt hại hết sức nặng nề khi mà bị những máy bay trinh sát không người lái của Nga phát hiện. Họ dùng những tên lửa như Lancet
để mà với cái tầm bắn 70-80 km như vậy, và đầu đạn là khoảng 3 kg, thì có thể hạ được bất cứ xe tăng, bất cứ pháo tự hành, bất cứ xe thiết giáp nào, hoặc là bệ phòng không tên lửa đều bị bắn cháy, bắn hạ thưa quý vị. Cho nên phía Nga vẫn có một cái ưu thế rất lớn, mặc dù bên phía Ukraine thì cũng có ưu thế khi mà các nước viện trợ cho một số vũ khí, nhưng chỉ mang cái tính chất cầm cự, phòng ngự và bị sức ép rất lớn. Đó là lý do mà bên phía Ukraine phải mở một cuộc tấn công vào Kursk Oblast để chứng tỏ là quân đội Ukraine không phải là quân đội ăn hại hoặc vô tích sự, hoặc là không dám tiến quân đánh nước Nga, vân vân. Nhưng mà càng đánh sâu, càng đánh xa, càng mở những cuộc đột kích thì càng dễ bị sa lầy và càng dễ bị Nga tấn công dũng mãnh thưa quý vị. Nơi nào mà Ukraine tấn công mạnh thì phía Nga sẽ phản ứng rất mạnh. Và với một kỹ thuật mới, phía Nga có thể thành công, đó là bom lượng thưa quý vị. Và với cái bộ kit UMPK gắn trên những quả bom thường, và bây giờ nó trở thành những quả bom lượng thưa quý vị, tức là bay lượn trên không, tiếng Anh gọi là glide bomb. Thì khởi đầu cuộc chiến cho tới năm ngoái thì Nga chưa chế được cái bộ kit lắp cái cánh đặc biệt vào những trái bom. Nhưng bây giờ thì ngoài cái thế hệ đời đầu thì bây giờ thế hệ đời mới cánh được gia cố và được hệ thống dẫn đường GPS dẫn đường, cho nên những quả bom 3.000 kg hoặc là 3 tấn có thể với một cái độ chính xác khoảng 10 m tới 30 m thưa quý vị, tức là có khả năng đánh trúng một tòa building, và sức nổ là 3 tấn thuốc nổ, hết sức khủng khiếp. Và nó được thả từ trên máy bay chẳng hạn như Su-34 với một khoảng cách từ xa 30 tới 40 km cách mặt trận hoặc là cách mục tiêu, cho nên rất khó bắn hạ được những chiếc Su-34 như thế thưa quý vị. Từ một cái khoảng cách rất cao, rất xa thì máy bay của Nga cường kích Su-34 chẳng hạn như thả những trái bom bay lượn được, điều khiển bằng hệ thống dẫn đường vệ tinh và GPS thưa quý vị, và nó có đôi cánh bay lượn qua lượn lại, cho nên nó có thể thay đổi được quỹ đạo bay, cho nên càng khó đánh trúng những quả bom như thế. Và đó là cái điều mà hết sức khủng khiếp cho phía Ukraine, những sở chỉ huy tác chiến, những cụm pháo phòng không hoặc tên lửa phòng không, những tiểu đoàn pháo binh, tiểu đoàn phòng không đều rất sợ hãi bom lượng từ 500 kg cho tới 3 tấn của Nga thưa quý vị. Sức nổ hết sức khủng khiếp, một quả bom 3 tấn trúng vào một khu chỉ huy có thể là nói là tan hoang, diệt sạch, với một cái sức nổ bán kính ít nhất từ 500 m cho tới 1 km thưa quý vị. Trong vòng một bán kính như thế là nó phá sạch, và những cái tòa building bunker mà phía Nga phát hiện là có những tín hiệu sóng radar hoặc là sóng điện từ, sóng điện thoại vân vân phát hiện ra thì sẽ thả vào đó. Bên phía Ukraine và bên phía Nga cũng vậy, nếu mà phát hiện ra những nơi mà phát nhiều tín hiệu sóng điện thoại thì cứ thả vào đó, chắc chắn là có những đơn vị đang đóng quân ở đó thưa quý vị. Thì chương trình đến nay tạm chấm dứt, xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả khắp nơi, xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh, thành thật cảm ơn, xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.